Em xin phép em chuyển cái màn hình ha, chuyển cái màn hình sang cái chỗ máy rửa chén nè. Đây là cái máy rửa chén của gia đình em. Thì thực ra là em đến với BCA là do là em rất yêu cu chen, và hiện tại bây giờ trong gia đình em thì gần như là các sản phẩm cu chen là em đã rinh về gần hết rồi, chỉ còn một số như là cái bộ nồi nè, cái bộ nồi, cái máy giặt sấy. Thì cái máy giặt sấy thì tương lai chắc là em cũng phải rinh về thôi, tại vì cái máy đây, cái máy giặt của em đây là cách đây đã 10 17 18 năm rồi, và bây giờ nó cũng đã hư, cũng đã hư. Thì vậy nên mà em cũng sắp tới em cũng phải rinh luôn cho đủ bộ của trên, đó là cái máy giặt sấy nữa, còn như bếp từ, chảo, rồi là robot, rồi là máy rửa chén, là coi như là em đã rinh hết về nhà mình rồi. Vậy nên mà bữa nay thì đây, cái máy của em đây là cái máy dòng 80354 với số tiền là 27 triệu 900. Thì bây giờ đây, cái máy của em mọi người nhìn thực tế luôn nè. Đây em mở ra thì cái máy này có đặc điểm là, ví dụ đây mình bật nguồn lên mình mở ra một cái là nó sẽ có cái bóng đèn ở trong. Đó. Và đây nó cũng có ba ngăn giống như các máy thông thường thôi. Đó, đó là như đây. Ngăn thứ nhất đó là ngăn trên nè. Đó, ngăn trên đây đó là đũa và muỗng. Đó, ngăn trên này. Rồi ngăn thứ hai. Rồi mọi người thử đếm em coi, có rất là nhiều chén đây nè. Đây, đó, em xếp chén như vậy đó. Xếp chén như vậy. Nhưng mà mọi người thấy nè, nhìn này, những cái chén nè. Nó rất là bóng luôn, tại vì do cái ánh sáng nó cũng không có được sáng lắm đây, mọi người thấy à, rất là bóng. Và đặc biệt nữa mọi người, em rất thích ở chỗ đó là gì? Mọi người biết cái ly của nhà mình như vậy không? Cái ly này nè. Thực ra cái ly này á, ngày xưa là em uống nước trà, có thể nói là nó mình rửa tay thì mọi người cũng biết rồi đó, nghĩa là nó vẫn còn ố, nó vẫn ố các cạnh nè. Nhưng mà bây giờ á, sau khi dùng máy rửa chén xong á, thì cái mấy cái ly của nhà em này, cái ly này là em đã dùng mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ nó sáng bóng y như là mới luôn, mới mua về luôn. Đó, tô nè, rồi là coi như sáng bóng luôn. Đó, và mọi người thấy là nguyên một cái dàn ở trên thôi nè, mà em đã xếp được rất là nhiều chén bát. Một ngày của nhà em á, một ngày của nhà em chỉ rửa có một lần thôi, một ngày chỉ rửa có một lần. Đó. Và thực ra là nó có cái chương trình là rửa rửa ly riêng, nhưng mà do ly thì ví dụ như cũng có ít nên mà em rửa chung luôn, và rửa chung luôn với chén luôn, và cũng không có việc gì hết, tại vì những cái ly này nó cũng cũng dày, và nên mà có thể rửa chung với chén bát được thì được luôn. Và nếu giả sử những cái loại nào nó mỏng á, nó mỏng ly mà ly thì tinh mỏng á, thì mình có thể là có cái chế độ đó là riêng, đó là rửa ly ly tách. Thế nhưng mà do cái mấy cái ly này em có thể rửa chung. Đó, và cái ngăn dưới này nữa nè, mọi người nhìn nè. Bạn nhìn nhìn cái này là em kết nhất đầu tiên, đó là cái ngày đầu tiên mà máy rửa chén nó rửa là em kết nhất, đó là cái thớt. Mọi người thấy cái thớt này, thường thường á là mình thấy cái thớt đó là nghĩa là nó mình rửa nhưng mà nó vẫn còn, nó thâm thâm, thớt gỗ một đôi này nó rất thâm thâm, nhưng mà chỉ cần bỏ vô máy một cái là nó sẽ đánh bóng luôn, nó làm vàng. Có nghĩa là như vậy thì mọi người thấy là thường thường là hay nói là tất cả các bệnh nó đều từ cái thớt đây nè. Thớt là tại vì cái thớt là khi mình chế biến thực phẩm sống á, nó sẽ bám vào đây, khi mình rửa thì có thể là nó sẽ không hết được, nhưng mà em nghĩ máy rửa chén thì chắc chắn là nó sẽ hết rồi, tại vì nó đánh bóng sáng như vậy. Đó, ở đây đó, những cái ngăn dưới là ví dụ như là những cái tô, cái đĩa lớn đó mình có thể để xuống ngăn dưới này. Đó, mọi người thấy nè, cái tô của nhà em nè rất là bóng. Đây, cái này đồ nhựa nè, đồ nhựa đây mọi người, đây cái này em có dùng mấy năm rồi, rất là bóng. Đây, cái nồi inox đó, mọi người thấy cái nồi inox mà đó rất là sáng bóng. Đây những cái chảo của cô Chen nha mọi người, anh nhà em sử dụng chảo cô Chen đây đó, của cái chảo này là chảo lần đầu tiên, à, cái chảo này. Và hiện tại bây giờ em cũng rước luôn cái chảo cam về, rước luôn cái chảo cam về, nhưng mà hôm qua em không dùng cái chảo cam này mà em không có rửa đó. Rồi những cái nắp nắp nồi nó rất là sáng bóng luôn, y như mới luôn. Vậy nên là nồi niêu mình dùng có thể mấy năm, mình thấy là mình rửa tay thì nó sẽ ố, nó sẽ ố, nhưng mà từ vô máy thì nó rất là sáng sáng, nhưng mà vẫn giữ được cái men của cái nồi, cũng như là cái cũng như điển hình em thấy nè. Ví dụ như là nếu như mà nó có ảnh hưởng thì những cái logo của cái chén bát, cái dĩa này mình nó sẽ bị phai mờ. Nhưng mà chén bát nhà em thì em đã rửa cả
cả gần nửa năm nay rồi, những cái logo này nó không phai mờ, có nghĩa chứng tỏ là nó bóng nhưng nó không ảnh hưởng gì đến men. Thì vậy nên mà nghĩa là, và cái nữa đó là mọi người thấy là mình rửa chén á, thì nó có cái đặc điểm là ví dụ như là mình rửa xong mình úp lên để ráo. Nhưng mà cái này á thì nó rửa là cái thứ nhất nè, mình có thể dùng bao tay đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào rửa với cái nhiệt độ là sáu mấy bảy mươi độ được. Em mở này. Cái này rửa bằng ở nhiệt độ từ 65 trở lên. Đây, cái chế độ rửa tổng hợp em đang rửa là rửa chế độ tổng hợp đây nè. Đó, 65 độ trở lên. Thì nó vừa diệt khuẩn, giúp sạch nè, vừa diệt khuẩn nè. Đó. Thì có nghĩa như vậy thì có nghĩa là rất đảm bảo cho sức khỏe gia đình mình. Vậy nên mà em cũng thấy rằng nó rất tiện và em đã chia sẻ cho mọi người. Chia sẻ cho mọi người thì mọi người cũng rất hài lòng về cái máy rửa chén này. Đó, cái máy rửa chén này. Đó, có nghĩa là xếp rất được rất là nhiều đồ mọi người, xếp rất là nhiều đồ. Đó như vậy đó. Đây, cái ngăn trên này cũng vậy, mỗi lần nó lại mọi người thấy không? Có nghĩa là cái lượng chén bát với đũa muỗng này cũng đâu có phải ít đâu. Nhưng mà em chất hết được vào đây luôn. Và đặc biệt là chất xong là những cái nào cũng vậy đó, nó rất là sạch. Đó, mọi người thấy rất là nhiều. Nhiều như vậy. Thì nói chung là cái phần hướng dẫn sử dụng thì tí xíu nữa chắc là Đỗ Mai Lâm sẽ hướng dẫn các anh chị rõ hơn. Em đây thì em nói là thực ra nó sử dụng nó rất là dễ, nó y như một cái máy giặt thôi. Đó là mình nhà em thì em chỉ sử dụng có hai chức năng, đó là P1 và P6 thôi. P1 có nghĩa là thường thường là mình sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều mình ăn. Thì nhưng mà tối thì là em mới rửa chén. Thì lúc đó là ví dụ buổi sáng hay buổi trưa mình sẽ bỏ chén, xếp chén vào. Và sau đó là mình bấm cái chế độ P1 có nghĩa là chế độ tráng. Vậy có nghĩa là như đó thì có nghĩa là cái máy rửa chén này không những nó rửa chén cho mình mà nó còn giống như kiểu là một cái chỗ để có nghĩa là úp chén bát cho nó gọn cái không gian nhà của mình nữa. Cái chén bát dơ á. Và ví dụ như giả sử như bữa trước ví dụ lỡ may mà cái buổi này mình lười mình chưa kịp rửa chén hay mà có cái chuyện nhớ mình chưa kịp rửa chén đó, mình bỏ ra cái thau thứ thì nhiều lúc mới là nghĩa là kín rồi cái gì đó nó vào thì nó nghĩa là nó rất là mất vệ sinh. Nhưng mà bây giờ ở đây á, thì mình có thể là mình úp vô, mình chưa rửa thì mình úp vào trong cái máy này nè, rồi sau đó là mình bật chế độ là tráng và như vậy là máy chén bát nó cũng đã sạch những cái phần thức ăn mà cặn ở trên chén bát này. Và sau đó là đến chiều tối là mình sẽ bấm chế độ rửa tổng hợp, đó là B6. Còn cái những chức năng như là rửa ly rồi rửa nhanh đó thì có nghĩa là cũng có, nhưng mà ví dụ nhà sửa như khi nào mình cần thì mình dùng thôi. Nhưng mà đa phần trong gia đình á thì mình chỉ có dùng với hai chế độ mà hay dùng nhất, đó là P1 và B6. Đó, P1 và B6. P1 nghĩa là tráng qua và B6 đó là rửa tổng hợp. Nó như em rửa trong cái này đó nha, tương ứng là em rửa tổng hợp đây. Đó, và nói chung là nếu mà nói điện á thì em thấy rằng khi em sử dụng cái máy rửa chén nè, rồi em rửa sử dụng robot nè, rồi thậm chí sử dụng nồi chiên không dầu nè, nhà em đều là dùng tất cả những này đều là cua chen hết. Nhưng mà có điều là em thấy là ngày xưa cái số điện sao thì bây giờ nó cũng tương ứng như vậy à. Chỉ có những cái tháng nóng, như tháng nóng thì đương nhiên là do mình dùng các sản phẩm khác nó nhiều nên mà nó mới tăng, chứ còn nếu không thì nó vẫn cứ như vậy thôi. Nó có nghĩa là em nghĩ là chắc mình nhích lên chắc vài ba chục ngàn à, chứ nó không có nhiều. Đó, vì vậy nên mà mọi người nếu mà ai đang phân vân là sợ là tốn điện tốn nước gì đó thì cũng nghĩa là mọi người yên tâm, đây là tại vì em đã sử dụng và em đã theo dõi rồi nên mà cái hai cái vấn đề đó nó không có tốn bao nhiêu hết á, nó không có tốn bao nhiêu hết. Vì vậy nên mọi người cứ yên tâm sử dụng thôi và cũng tự tin chia sẻ cho khách hàng, tại vì đây là một cái sản phẩm mà chị em phụ nữ rất tha thiết. Phải nói là tha thiết luôn á, tha thiết được sử dụng. Đó, như trong ngày xưa khi em chưa có máy rửa chén đó, là nhà em mà giả sử nhưng mà tối đến có bữa 10 giờ, 11 giờ em đầu em đi ra em rửa một đống chén bát như vậy. Hoặc thậm chí mà bữa nào mà nhà có khách á, thì có khi em thức đến 12 giờ để em rửa chén. Và mày biết là có nghĩa một đống chén bát mà sau khi nhà có khách đi, ví dụ như chỉ cần là 5-7 người khách thôi là cũng đã được một đống chén bát rồi. Và nếu mà rửa thì em đúng là có nhiều hôm em rửa tới 12 giờ đêm. Nhưng mà bây giờ thì khách về là em chỉ có việc để em xếp vào trong cái máy. Và như vậy là em đã yên tâm em đi ngủ được rồi. Chứ không cần phải thức khuya như vậy nữa. Và em thấy là rất nhẹ nhàng luôn á. Rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Và một số người á, thì là đang phân vân ở chỗ đó là úp
là cái công úp nó có thể là rửa xong. Các bạn yên tâm là ví dụ như mình úp á, úp chén bát vào trong này á, mình úp quen rồi á, lúc mới đầu thì có thể là mấy anh chị mất nhiều thời gian. Nhưng mà quen rồi á thì mình chỉ cần 1 đến 2 phút à. Trong khi đó mình rửa một đống chén bát như vậy cứ gần tiếng đồng hồ, có khi hơn tiếng đồng hồ. Vậy thì như vậy thì nếu như ai mà nói là cái thời gian gấp úp như vậy thì bằng cái thời gian rửa cho rồi đi. Thì em nghĩ là mọi người yên tâm đi. Nó sẽ gì? Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều chứ. Chứ làm sao mà như vậy được. Và cái thứ hai nữa, thậm chí là có nhiều nhà người ta nói là người ta có người giúp việc. Nhưng mà em cũng nói là đúng là người giúp việc cũng là có người rửa chén rồi. Nhưng mà cái máy rửa chén này không chỉ có chức năng đó là rửa không, rửa cho sạch. Mà còn cái chế độ đó là nó nóng, rửa nóng như vậy, nhiệt độ như vậy. Vì vậy nên nó còn không những như vậy mà nó còn diệt khuẩn như vậy thì có thể rất tốt. Vì vậy nên mọi người cũng nếu như giả sử như mà có người giúp việc thì có thể là người ta làm việc khác. Hoặc là có thể là mình một tuần mình có thể thuê người giúp việc một hai lần để làm một cái việc gì đó. Ví dụ như ủi đồ hay này kia thôi. Còn ví dụ như chén bát hay là robot trong nhà có nghĩa hàng ngày thì nó làm rất là tiện rồi. Thì vậy nên mà em thì thực ra em đến với BCA cũng là do là không phải là do em đến để em kinh doanh. Mà lúc đầu là em đến đó là vì là em muốn để em mua sản phẩm về để em dùng. À, sau đó thì em về em dùng xong em thấy là các sản phẩm của bên BCA rất là tốt. Rất là tốt. Thì vậy nên mà em quyết định là em kinh doanh luôn. Và em vào BCA đến giờ này cũng gần một năm rồi. Gần một năm rồi. Đó, vì vậy nên mà cái các sản phẩm của cô Chen thì em đã sử dụng rất nhiều và bán rất nhiều. Đó là một số cái chia sẻ của em. Thì thôi để không mất thời gian của chương trình nữa thì em xin phép ha, dừng lại tại đây. Dạ em chào cả nhà mình ạ. Cảm ơn rất là nhiều.